Anh có nhớ cuộc tụ họp 7 năm trước ngay trước thảm họa Hương San xảy ra không anh Trung Hức? Ai đây hả? Người mà anh đã qua đêm hôm đó, cô Kim Y Sơn. Phóng viên Han à, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp tôi được không? Giờ Kim Y Sơn đang đi tìm đứa con của cô ta. Nỗi lòng của người mẹ muốn tìm dấu vết con mình, dù là nó đã mất rồi. Tôi sẽ giúp cô ta tìm được nó. Mẹ ơi, tụi con sẽ ly hôn với nhau. Nếu muốn ly hôn thì ly hôn đi. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con để sắp xếp và chia tài sản cho con. Dạ không, con không có ý định sẽ nhận tiền bồi thường và tài sản sau khi ly hôn theo như ý của mẹ chi đâu. Con sẽ thuê luật sư để đưa đơn tố tụng theo luật hôn nhân.